Mì xin chào các bạn. Và trước tiên là Mì sẽ giải cái quay thiếp cho cô khách này trước nha các bạn. Là Mì giả cái quay thiếp bằng cờ giả lai. Mình giả cái quay thiếp loại này là mình không có chùi lại nha các bạn. Mình giả xong là xong luôn đó. Đây Mì giả màu treo nè. Phía dưới là Mì đã sơn một lớp cái màu natural rồi. Rồi Mì xong một ngón. Các bạn thấy em mình canh, em mình lấy cái dòng chuẩn trước, mình đi cái dòng cung trước, sau đó là mình sẽ tô lại. Cái này là mình giả quay thiếp bình thường thôi, không có quá đá cong bầu quá nha các bạn. Nếu mà các bạn nào đã theo dõi cái kênh của em mình lâu rồi, cái kênh YouTube của em mình đó, cũng là Amy Quỳnh luôn các bạn, thì các bạn đã biết cái cách giả fan của Amy hồi đó giờ là vậy rồi. Amy giả không có bao giờ chùi hết. Khi mà mình canh mình lấy cho chuẩn mình giả như vậy rất là nhanh, mình không cần mất thời gian lấy cọ chùi lại bằng acetone luôn. Bất cứ những cái clip nào mà em chia sẻ cho các bạn là em để y như lúc em làm luôn, em không có edit cái video để cho các bạn coi cho dễ. Rồi bây giờ trước khi em bỏ vô hơi là em mắc xưa cái đầu fan nó cô vào nè các bạn, tại vì tay của cô khách chậm lên á, cái nước sơn nó chảy ngược lại nên mình cô vào lại cái điều trước khi mình bỏ vô hơi nha. Rồi bây giờ em bỏ vô hơi tay này. Qua bên đây mình giả 5 ngón bên đây nè. Mà nói em mày đi từ từ không? Từ bên đây đi qua phân nửa cái xe này, bên đây mình đi lại. Đó là mình nói là cái đường viền nó đã đều rồi. Mình đi cái đường viền đều rồi mình chỉ tô cái phần fan này thì nó dễ ha. Các bạn thấy cái ngón cái cổ em mày giả xong nó cỡ có dựng cái ngón nó ngược lên, nó chậm lên, nó thấy không, các bạn thấy cái thiếp nó đưa lên. Bởi vì trước khi mình bỏ vô hơi mình có ý một tí xíu mình quẹt lại cái đầu móng, tại vì treo mà chưa hơi mà các bạn chậm ngược như vậy bắt buộc cái nước sơn ở đầu móng nó sẽ bị di dịch rồi, nó dịch đi rồi. Ví dụ như cổ bỏ xuống thì nó ok hơn. Cái này là fan này cũng hơi to ăn tí đó các bạn, chứ thật sự mà giả fan mà cho men kêu fan chân đó, các bạn giả cái kiểu như em này xong chùi này nhanh dữ lắm, mình đi một đường rồi đã xong rồi. Bạn thấy mình không cần phải chùi luôn. Các bạn canh hai bên hông cho cái độ cao nó bằng nhau ha. Đi một nửa bên đây, cái nửa bên kia mình bắt lại. Rồi bây giờ mình kiểm tra là cái đầu móng nè. Đó. Nhưng mà các bạn đi một nước nha, mình các bạn phải lựa cái trắng cho nó trắng thiệt trắng nha các bạn, nó cover, còn nếu không là các bạn phải đi hai nước. Rồi bây giờ hai mình đã xong cái quay tiếp rồi, các bạn thấy mình phơi khô nè, là cái keo nó không có bị giật nha, cái hiệu keo cái này luôn, hiệu này luôn,
Nhiều bạn hỏi em ấy chia sẻ mấy bạn hoài cái hiệu gel polish màu trắng với màu đen, em ấy xài loại này không bị cắt, không bị chảy, không bị nhăn nha. Bây giờ em ấy sẽ dùng cái gel đặc cái màu này để em ấy vẽ cái hoa mùa thu cho cô khách này nha. Bây giờ mình vẽ cái hoa mùa thu đơn giản thôi. Bây giờ em ấy có cái acetone rửa cái đầu cọ đây. À, các bạn thấy cái màu nó như màu 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 rô rô vậy đó. Đây nè, nó em mới lấy lên nó. Rồi em mình sẽ lấy nha. Mình lấy cho nó cái màu rô rô trên đây nè. Nó đỏ đỏ nè cho nó đẹp. Mấy cái này thì em mình mua Amazon nha các bạn. Bạn lên Amazon là có. Mình lên đây chấm cho cái màu đỏ đỏ tí xíu nè. Nó giống cái màu mùa thu mình. Cho nó ra cái màu mùa thu đó các bạn. Rồi, bây giờ mình cho hơi nha. Rồi, ra bên đây cũng vậy. Bạn thấy có cam cam nó ra mùa thu cho nó đẹp. Rồi em mình đã xong hai cái bông nha. Đó. Bây giờ em mình sẽ chấm nhị nha các bạn. Các bạn đợi em mình tí xíu nè. Bây giờ em mình sẽ lấy màu vàng chấm cái nhị vàng còn. Bây giờ mình lấy cái tí màu vàng chấm cái nhị vàng cho cái khách này. Và mình đã có được cái bông mùa thu cho cỡ rồi các bạn. Cỡ thì chưa muốn vẽ chiếc lá. Rồi mình sẽ thu vào đây. Rồi bên đây cũng vậy. Rồi bây giờ mình cho hơi nha. Cái bước sau cùng mình bỏ nước bóng lên nè. Rồi bây giờ mình bỏ nước bóng lên rồi. Mình đã hoàn thành xong cái bộ nail của khách ngày hôm nay nha các bạn. Các bạn yêu mến em mì nhớ cho em mì một cái like, một cái share và một cái đăng ký kênh ủng hộ nha các bạn. Nếu các bạn muốn coi những cái video nhiều hơn nữa của em mì, các bạn cứ vào thẳng cái kênh YouTube của em mì là em mì Quỳnh. Và bây giờ em mì xin hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp.